Hello, xin chào toàn thể anh em nhé. Rất vui gặp lại anh em trên kênh YouTube của Điện tử Tám Hoa. Vâng, quay trở lại video tiếp theo thì bên em tiếp tục phối ghép bộ karaoke có mức giá là 23.100.000, gồm có 4 sản phẩm và 4 sản phẩm. Vâng, để giới thiệu chi tiết từng sản phẩm cũng như là cụ thể giá của từng sản phẩm để anh em chúng ta nắm được. Vâng, thì đầu tiên trước mặt anh em đây là một cặp loa bãi Mỹ, loa có tên là JBL, mã sản phẩm là MR826. Vâng, loa này được thiết kế hai đường tiếng với một bát 40 và một chép kèn. Từ của bát sử dụng từ 19 côn 76 màng giấy. Và đây là một cặp loa bãi Mỹ được sản xuất tại Mỹ, có giá là 15 triệu đồng. Và bao zin bao xịn cho anh em nhé, bao zin xịn 100%. Và sản phẩm thứ hai đó là em đang ghép nó với một chiếc đẩy bãi có mã là MA3602. Đây là một chiếc đẩy 2 kênh và được thiết kế 32 sò công suất có bù áp, giá 4.400.000 đồng. Và sản phẩm thứ ba đó là một chiếc vang Lex FX8, giá 1.600.000 đồng. Và cuối cùng thứ tư đó là một cặp mic Shure UGX21, giá 2.100.000 đồng. Và tổng giá trị của bộ sản phẩm karaoke nghe nhạc đang ở trước mặt toàn thể anh em có giá là 23.100.000. Đặc biệt là một cặp loa bãi Mỹ zin xịn, chất âm rất là hay. Vâng, thì mọi nhu cầu mua sắm toàn thể anh em hãy liên hệ cho trung tâm theo hai số máy 0974637646 và 0918249265. Điện tử Tám Hoa nhận giao hàng toàn quốc. Và với cái cấu hình combo bộ karaoke này thì bên em xong ca chơi với một ca khúc Tình Nghèo Có Nhau để toàn thể anh em chúng ta cùng cảm nhận chất âm của một cấu hình nghe nhạc hát karaoke có giá 23.100.000. Và cặp loa zin xịn giá 15 triệu đồng. Hello, Tình Nghèo Có Nhau các bác nhá.